Kính chào quý khách hàng thân thương đã quay trở lại kênh của máy hàng em Quyền nha. Mình mới vừa đi Củ Chi với đi Củ Chi, hôm nay đi chính là đi Củ Chi. Mới vừa trở về quý khách ơi, bây giờ là 5 giờ 43 phút rồi. Tức là mình còn nợ quý khách hàng quá nhiều luôn rồi. Anh còn nợ em công viên ghế đá rồi, nợ quá nợ rồi. Thì đúng ra rất là mệt, tại vì thực ra quý khách biết là đi hôm qua là hàng ở công ty mới về, ba cái đồ phụ kiện ngành hàng quá trời quá đất quý khách, về một container luôn nè. Đồ phụ kiện nhiều lắm, kìm hàng, kẹp mát. Rồi ba cái motor nè. Rồi quay phim không được luôn ta. Camera man đâu rồi, vô quay giùm coi. Đây, đây là cái motor cho máy hàng mít 1 kg, 5 kg nè quý khách. 1 kg nè, rồi nè. Về đồ nhiều lắm. Kìm hàng, kẹp mát, motor. Mình bán máy hàng mà quý khách đừng có lo. Đây là cái bộ motor sử dụng cho máy 5 kg nè. Về một kho luôn nè. Nhiều lắm. Rồi mới bóc vác ngày qua xuống lô này. Thực ra bây giờ nghỉ giãn cách đó, đâu có ai đi làm đâu. Có ba anh em ở đây à. Đó, một cái đứa em đứng ngoài đó với đứa cầm quay camera là hai đứa với mình nữa. Rồi nên bóc nguyên cái lô này đuối lắm. Đây nè, với một bầy rùa cắp dây rời trong này nữa nè. Rùa máy hàng mít đó quý khách, máy mít 500 á, nhiều lắm. Cho nên nó hơi mệt, cho nên mà còn phải mình thì đã xét nghiệm âm tính nên buộc phải đích thân đi giao hàng. Một phần nữa là cũng thương mến quý khách hàng quá đi, cảm ơn tri ân dữ lắm. Cho nên đích thân phải đi lắp. Giống như hồi chiều lên trên chỗ tỉnh lộ 2 lắp cho anh gì ta? Cái anh cuối cùng á. Anh Lợi nè, anh Phương nè. Anh Lợi là anh lắp sai mà mình còn ở ngay cái chốt công an. Thì anh đã lắp dây lộn cộng qua trừ qua cộng, anh hàng mít 250E thông minh không có được. Là mình cũng đích thân phải xử lý, cho nên cái điều mà mình đi á, nó có cực. Nhưng mà cái đó là cái niềm vui thật sự của mình đó. Cho nên một lần nữa thay mặt toàn thể anh em trong kênh máy hàng em Quyền, cảm ơn tất cả quý khách hàng trong suốt thời gian một tuần vừa qua ở Sài Gòn và Bình Dương, Long An đã ủng hộ rất là nhiệt tình các loại máy hàng. Đặc biệt là máy mít 250E mình bán rất là nhiều, quý khách đặt rất là nhiều luôn á. Cho nên là cảm ơn từ tận đáy lòng, rất là cảm ơn quý khách đã ủng hộ kênh máy hàng em Quyền. Mặc dù mới làm có vài ba cái clip mới thôi, thì có hứa với rất là nhiều khách hàng là sẽ về nói về mấy con đi mắt rồi nè. Thì bữa nay cho phép mình làm ngắn qua sơ một cái clip này cái. Rồi ngày mai đi, đồ dụng cụ cầm tay đồ cũng nhiều lắm, quá trời đây nè. Thật ra là tính ở nhà đứa em này nó bài ra rồi. Mà vừa về tới đây là 5 giờ 46 phút rồi. Làm không nổi quý khách ơi, giờ nghỉ đi chứ ngày mai rồi làm. Đồ chơi, đồ để trong này nhiều lắm. Ngày mai rồi mình làm. Một rừng trong này khoan mài cắt đục, tức là đổ ra đây. Dặn nó là đổ ra sẵn đi, anh đi Củ Chi về rồi anh làm. Nhưng mà bây giờ mệt quá quý khách ơi, em không làm được, cho phép hẹn lại ngày mai nha. Thôi bây giờ... mà hẹn như vậy cũng buồn lắm. Bây giờ mình có tổ chức một cái gọi là một cái hôm đó con này nè, con Thái Lan này là con ạt 250 mà da xích chữ Tàu chứ không phải có chữ welcome. Mình nói rồi, bao đâm đũa 4 ly, giá trước dịch á là bán 3,2 triệu, nhưng mà do tình hình dịch bệnh công ty cần chi phí và đồng thời cũng cần cái hệ thống khách hàng ổn định để thương yêu, cho nên quyết định bán 2,6 triệu. Thì cũng rất nhiều khách hàng đặt là giống như khách ở Tây Ninh nè, Cà Mau nè, Long An nè, cũng đặt rất nhiều rồi. Mà đó bây giờ để thể hiện mấy anh mà lỡ mua rồi, mà hôm nay em lỡ có nói chương trình này, mấy anh được quyền có thể là liên lạc với em sẽ gửi thêm vô. Hồi em tính là từ chối, nhưng mà thôi, anh nào mà đã lỡ mua cái này rồi em sẽ hồi tố luôn, tức là em hồi tố luôn. Hôm nay em mình xin lỗi quý khách hàng là không làm được cái review mấy cái đồ dụng cụ cầm tay như lời đã hứa 3 ngày nay. Thì bây giờ tạo ra cái chương trình khuyến mãi trong khuyến mãi, tức là đã khuyến mãi mùa dịch rồi. Bây giờ khuyến mãi vì cái tội của mình là cái tội hứa mà không làm được. Thì cho nên mình nói nhanh thôi, mấy con này hàng hoài quý khách cũng chán lắm rồi. Cho nên không hàng nữa. Da xích có chữ Tàu, mã là sử dụng là phần mềm WeChat để quét. Bởi vì đây là mình nhập khẩu tại thị trường của Thâm Quyến, giống như là giờ quý khách ở bên Singapore hoặc Lào
hoặc là Miến Điện, Myanmar, quý khách muốn mua máy hồng ký, quý khách ra công ở ngoài có công ty gì tới gì đó, quý khách có thể mua được cái máy đó với giá đại lý của hồng ký. Thì mình cũng y vậy, mình mua những cái lô máy này nhất định là không có chữ welcome, còn nếu có chữ chăng thì mình sẽ dán bên kia là máy hàng em quyền chứ không có chữ welcome nha quý khách. Nói dài dòng quý khách cũng đừng có la mình cái tật, tại vì cảm thấy rất là có lỗi với quý khách, thì cho nên làm cái chương trình vậy nè. Quý khách nào đã lỡ mua rồi, nhắn cho máy hàng em quyền á, sẽ gửi thêm phần quà này. Bây giờ quyết định nói nhanh thôi, là con này là bình thường không có chuyện dịch đó là bán 3,2 triệu. Quý khách đừng có nghĩ là mình lời lớn gì đây, thực ra rất hôm nay bán cái điều này là để cảm ơn quý khách chứ không phải là có ý là gì lời lớn gì đâu. Thực ra mấy ngày nay rất là vui trong lòng. Vui là vì khách hàng đã tin tưởng và đã ủng hộ và đã có những cái phản hồi trên những cái bình luận. Đặc biệt là cảm ơn có những anh là đã chia sẻ góp ý, chê có, chửi có, trách móc có, nhưng mà động lại là tóm lại cái lượng khách mua nhiều hơn lượng khách chửi là điều đó mình vui rồi. Thì nói dông dài dai dòng, bây giờ mình vô vấn đề này nè, trên bàn là nó tài lầy bao nhiêu nê món nè. Tức là mình sẽ không review, nhưng mà mình sẽ có cái chương trình vậy. Bây giờ quý khách mua con này 2,6 triệu, mình thông báo cho quý khách đã mua luôn nha. Đã mua rồi mình sẽ gửi tiếp phần quà này luôn, tức là khuyến mãi đúng không? Tức là đây là sự tri ân nha quý khách. Bây giờ cứ mua con máy này mình sẽ tặng con máy khoan 13 ly này. Rồi, cắm cho quý khách coi sơ sơ là cái, thay vì review bây giờ không có review, bây giờ tặng. Đây là con 13 ly, lấy ổ điện cắm bẹt bẹt đó, đồ của nó nè quý khách. Đó, đẹp, lộng lẫy, đầu bằng sắt. Chắc cú luôn, 100% dây đồng ở trong này nè. Nó cái này đi cái máy hàng này, đi với bộ này thì nó chuẩn bị sắp được có bộ đồ nghề để đi làm cửa sắt đồ, để phục vụ, tức là phục hồi sau đại dịch rồi đúng không quý khách. 2,6 triệu nó tặng thêm bộ này là coi như sắp còn thiếu cái máy cắt nữa thôi là mình sẽ đi làm được cơ bản là phục hồi sau đại dịch rồi, đi làm bản quảng cáo này kia. Tức là mấy cái món trên bàn này nha quý khách, tức là quý khách mua con này hoặc con này mình đều tặng giống vậy hết, tức là tặng theo cái này, tức là máy khoan 13 ly master đẳng cấp đàng hoàng. Cắm điện chưa? Không có điện em ơi. Mạnh phà phà, mạnh lắm, mạnh lắm chứ quý khách ơi, mạnh. Em muốn chuối ngủi luôn á, mạnh. Rồi, tức là hai cái con máy này nè, con này con Boss là 1,350 triệu. Quý khách không lấy cây súng á thì cũng được chọn cái này luôn. Không lấy cái súng cũng lấy cái này luôn. Rồi chưa? Lấy cái này luôn cũng được, tại vì thay vì giới thiệu tiên mắt thì giới thiệu cái này. Tức là có hai sự lựa chọn ở đây. Nói lại để quý khách dễ hiểu nha, mua cái con này, con 250 da xích chữ Tàu, hoặc là quý khách lấy cái máy này, máy khoan 13 ly, xịn sò luôn, xịn luôn, có dây đồng, nó phà phà luôn. Rồi, hoặc là lấy con máy mài này, máy mài một tấc này cũng được, nha quý khách. Rồi, tương tự là mua con này, nếu không lấy cộng dây súng hàng tích, thì cũng lấy cái này, hoặc cái này nha, chứ không phải cả hai nha quý khách. Tức là hai cái món đồ này, cái máy mài một tấc này nè, rồi cắm cho khách, anh thử cho khách coi luôn. Dài ngắn gì cũng như vậy đó, nó có đồ, mình thật ra mấy cái đồ này không cần phải review nhiều quý khách ơi. Nó mà chủ yếu là quý uy tín thôi. Nếu mà hư rô to, ta to gì quý khách gửi lên mình, thậm chí khỏi gửi, mình gửi xuống trước cho quý khách, gom cái ruột của nó đem lên mình xử lý cho. Tại vì làm máy hàng là điện tử rồi, ba cái điện cơ này nó dễ hơn ăn cơm nữa. Cho nên quý khách đừng có bận tâm. Mua đồ mà mình mua đúng một cái chỗ mà nó có một cái kiến thức chuyên môn và tất cả anh em trẻ khỏe nhiệt tình phục vụ thì quý khách yên tâm. Chứ còn nhiều người lên cứ la làng la sớm trên đó mệt lắm. Mình cũng không có khuyến coi như nói nhiều về mấy cái sản phẩm bình thường này, nó quá đơn giản rồi. Đây, hiệu tiên mắt cũng đẹp, cầm chắc cú lắm nè. Đâu rồi, công tắc đâu, gạt nó sao nè. Công tắc đuôi nha quý khách, máy mài công tắc đuôi đàng hoàng, cầm rất là vừa tay, cầm rất là êm tay, cũng chắc cú lắm à. Rồi, nói nhanh thôi để chiều tối rồi. Tóm lại nói lại lần nữa cho quý khách dễ hình dung để bị lộn xộn nha.
Tức là quý khách mua con máy 250 da xích chữ Tàu hoặc là con bot tích 210E này, một là quý khách sẽ được chọn một trong hai món này. Đó, một trong hai món này. Rồi là trong trường hợp đó là quý khách không có lấy cây súng tích nha. Ừ, vậy nãy em quên. Mấy cái khách nào mà đã mua con máy này, mấy con máy này thì có bộ đúc tích rồi, không sao. Chỉ sợ mấy anh khách này buồn thôi. Anh nào mà đã mua con này, mình đã khuyến mãi 2,6 triệu rồi. Thì mình bây giờ mình đền ơn đáp nghĩa luôn, tức là giúp mình quá trời luôn. Mấy ngày nay không có quý khách hàng ủng hộ, không biết sao luôn á. Nói thật tình đó. Bây giờ mấy ngày nay cũng có nhiều đơn rồi, khách ủng hộ rồi, cũng có tiền đóng tiền mặt bằng rồi, cũng có tiền mua gạo, mua sữa cho con rồi. Cũng cảm ơn quý khách rất nhiều. Cho nên là quý khách nào đã mua con 2,6 triệu này nha, 250 da xích chữ Tàu, tiếp tục mình gửi khuyến mãi này luôn. Để khỏi mất công là ai mà quay qua nói, ủa sao kỳ, bữa hôm mày bán tao 2,6 triệu, bây giờ mày bán cũng 2,6 triệu mày tặng. Thì bây giờ mình quyết định là những khách hàng nào mà đã, mấy anh ở Tây Ninh rồi này kia đã lỡ mua rồi, cứ nói em từ từ em sắp xếp em gửi thêm cho cái một trong hai con này. Còn nếu quý khách nào mà, ví dụ đi, em nói ví dụ một cái option chọn lựa nữa. Ví dụ anh chọn, anh mua, mấy quý khách hàng chọn mua con này mà được tặng cái này, thì em bán cái này 350 ngàn. Giá trên Lazada, trên thị trường online tụi nó đang bán nhiều quên rồi. Con tiên mắt này bán nhiều quên rồi. 400 ngàn. Quý khách nhớ nhé, em nhắc lại lần nữa nha. Nếu quý khách ví dụ chọn con bot với con máy khoan mà muốn có thêm con này. Nếu muốn có thêm con này thì mình sẽ bán giá 350. Nhớ nha. Rồi ngược lại. Quý khách chọn con bot với con máy mài này thì quý khách chọn cũng mua con này, mình bán cũng 350 luôn, bán sập sàn luôn. Quý khách nắm ý mình nói không? Chắc là hiểu rồi đúng không ta? Thì tương tự với cái con bên này cũng vậy. Quý khách mua, ví dụ mua cái con 250 này 2,6 triệu đã khuyến mãi rồi, không giảm giá rồi. Bây giờ hôm nay mình vui quá, mình cảm ơn quý khách đó, tri ân nữa. Nhiều quý khách đã subscribe kênh rồi, đã ủng hộ và mua và cho những phản hồi rất là tốt. Thì bây giờ mua 2,6 triệu tặng thêm cái này. Ví dụ quý khách chọn mua con này lấy cái này, thì quý khách muốn mua thêm con này cho nó đủ bộ để làm đồ nghề đó, cái máy mài gốc nè, thì mình cũng bán 350 luôn. Rồi ngược lại, nếu quý khách chọn con này với con này thì mua cái này cũng 350 luôn. Nó như vậy, nó vậy đó nha quý khách. Đó là cái ý mình nói vậy. Rồi không nói dông dài dài dòng nữa. Rồi tức là mình không hàng thử nữa. Rồi mà quý khách thấy là mấy nay mình tính review mà nó chật chội, mới về hàng nó tùm lum đây nè, không còn chỗ làm nữa. Rồi mày sao từ sáng giờ ở nhà không dọn cái này giùm anh vậy hả Hiếu? Sao không dọn vậy? Thì không ấy thì cũng dọn bớt cái trống nhà. Cái này gì trong này hả? Mấy cái máy tồn kho. Tồn kho ở trên kệ bỏ xuống hả? Lấy đây anh coi coi, lấy đem đây coi. Đi nhà đi cả buổi nhà kêu dọn dẹp cái này để trống chỗ, có chỗ đẩy xe gắn máy vô, để đem hết ra đây coi. Bây giờ mấy đứa này nó để đầy nhà đầy cửa bực bội. Đem ra đây coi cái gì bán được cho quý khách bán luôn. Còn mấy cái vụ mà review ba cái dụng cụ cầm tay cho phép mình dời lại ngày mai nha quý khách. Tại mấy ngày nay đích thân đi giao hàng chứ không có ở nhà được. Tới công ty giờ cũng không có người. Chỉ có mình với thằng em cầm quay phim với thằng em đang đi ra đi vô trong đó thôi. Còn đa số còn kẹt ở dưới quê hết rồi. Cái này gì đây? Cái này là con máy hàng Dynawell gì mà xịn hồi đời nào cho trời. Con này để coi con gì vậy? Ồ, 315 hả? 315 điện. Ồ, con này dữ à. Rồi để cắm vô thử, 210 ampe. Ồ, quá mạnh luôn. Con này tới 200, dòng thật của nó tới 2. Con này mạnh lắm, để cắm điện thử đi. Bán sale cho khách hàng luôn nha. Sale luôn, bực bội. Anh bán luôn, tụi em khỏi dọn đi, mệt quá. Kêu dọn từ trưa giờ không dọn. Cắm điện rồi, máy này xài hai nguồn điện nè quý khách ơi. Nhớ rồi, hồi xưa thằng kia nó gửi mẫu qua nè, mà nó đen như chó vậy em bán. Em muốn thích, em xin lỗi, em muốn thích mẫu màu đen. Nè quý khách thấy không, 220, em xin lỗi, mắc cười đó. Tức là nhà máy Dynawell này, cái nhìn cái công tắc nó là đẳng cấp là nè quý khách. Lấy cái đồ vẽ mượn hay lao cái mẹ bà nó thiệt. Mấy này nó chọc tôi. Cái nhìn cái công tắc nó y chang cái đồ của hãng IBM vậy rồi. Đẹp ghê. Nó bóng lưỡng. Đẹp không? Có lò xo nhúng nhúng.
đẹp bà cố, điện 220 là thấy không? Rọi đèn vô coi. Thấy rõ rồi đúng không? Rồi, con này đẳng cấp nha quý khách. Rồi, cấm 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 hàng được, bán rẻ luôn cho rồi, sell luôn, khỏi dẹp. Mở điện lên rồi, chết rồi. Mở lên. Quất luôn, nó sao nó chết rồi? Trời ơi là trời, dây hàng đó. Màn hình LCD quý khách ơi. Con này dữ à. Con này dữ giỏi à. Đó em tranh thủ lụm đến đây coi con được gì anh bán mẹ anh hết cho rồi, lẹ đi em đó. Đó, nè quý khách nhìn nè. Trời ơi, màn hình này đẹp lộng lẫy nha quý khách. Nó quay lấy nét sao cho nó rõ, sao nó đẹp dữ vậy mà em quay lên màn hình không đẹp vậy? Nó đẹp quá quý khách ơi, màn hình này bằng tinh thể lỏng, chương trình nhắn tùm lum đây. Cái này là hot tạc nữa nè, giống mấy con máy kia hôm đó mình nói nè. Đây nè, chương trình này là hot tạc nha. Rồi, nhắn đây cái này, này là chỉnh dòng chính nè, 315A nè. Nhắn đây cái nữa. Nhắn đây cái nữa, này hot tạc đúng rồi. Cái này là hot tạc nè, khởi động nè. Cái này là cũng chỉnh phạm vi thôi, khởi nếu mà hot tạc. Đây là hot tạc nè quý khách, chỉnh từ 0 cho đến 100 là để mình nó mồi que cho nó dễ đó. Ví dụ mình nói lại lần nữa cho nó nhanh nha. Ví dụ dòng chính mình chỉnh là 100A đi. Thì hot tạc mình chỉnh 30%, có nghĩa là khi quý khách chạm cái que vô vật liệu á thì đây, ví dụ nãy mình nói nhiêu qua này, 100A hả? Nói 100 cho quý khách dễ nhé. Đây, nếu mà dòng chính á mình chỉnh 100A mà hot tạc mình chỉnh 30% thì khi quý khách chạm cái que vô vật liệu á thì nó sẽ lấy 100A này, nó cộng với 30% của 100A là bằng tương đương 30A, thì ngay thời điểm cái que nó chạm vô vật liệu là nó sẽ lên 130A trong vòng nửa giây, hoặc là không, trong vòng 3 giây, không tới đâu, 2 giây à, là nó mồi hồ quang cái cho nó rất là dễ, sau đó nó sẽ trả về vòng 100. Cái chức năng đó gọi là chức năng hot tạc, tức là dịch ra tiếng Việt là khởi động nóng nha quý khách. Rồi xong, đây là 30% nha. Rồi đây là dòng chính, đây là chỉnh chức năng dòng chính. Đó, vậy thôi, nó rất là dễ thương. Rồi, có xài được điện 380 luôn nha quý khách. Đó là con này hàng mẫu của Malaysia, lúc đó nó đưa qua mà không để ý luôn á. Bữa nay mới về hàng rồi tụi nó dọn, nó dục ngay giữa đường đi luôn. Con này là chào mẫu, nhưng mà tại vì hàng cũng ngon, hồi xưa mình nhớ rồi, mà nó đen như cứt chó và không thích, cho nên giờ bán cho quý khách luôn, kêu nó dẹp, nó không chịu dẹp từ sáng giờ. Nói nhà mình, nó nói nó đuối, nó không dọn. Nó nói nó chào mình về này, dọn chung với nó mới vui. Thôi bây giờ bán quý khách luôn, quý khách làm ơn dọn giùm em luôn đi. Em bán 2,2 triệu luôn á. Bao đâm lấy cái đũa 4 ly anh quất cái này cái coi. Có luôn hả? Có 4 ly luôn hả? Đâu? Đâu cái đũa 4 ly đâu, quất cái lẹ lẹ cho khách hàng. Cái này bán 4,2 triệu nha quý khách. Quý khách không mua là hối hận đó, chào em không có bán, em mình không có bán lại nữa đâu. Không có cái đũa 4 ly thôi, lấy 3,2 ly cũng được. Cái bà đi chỉnh dòng nhỏ nhỏ. Lấy cái miếng này nó văng hư máy khoan không hiếu. Thôi 3,2 ly chỉnh. Thấy rõ mà em lấy nét rõ để khách coi. Không thì gần làm sao, ráng cố gắng lấy nét coi. Bao nhiêu? Thấy rõ không? Sao lúc này mồi que hết được rồi ta? Nhiều khách coi nói sao mồi không được. À, nói thật với quý khách là con mắt mình giờ nó muốn đuôi luôn rồi. Mới chạy xe ngoài đường hàng hoài luôn, muốn đuôi mắt. Đũa thì ẩm ướt không. Kỳ vậy ta. Lục nghề rồi trời. Mới mấy ngày nay lục nghề rồi trời. Đó. 3,2 ly nè quý khách ơi. Em đi kiếm cho anh cây đũa 4 ly anh phan phát ra hiếm với cái miếng dài một chút coi. Trời tối quá. Đây là chiếu màn hình 127 nè. 127 là nó kéo đùng này giảm xuống 95. Rồi. Bình thường hơi mệt quá, hàng 3,2 ly hoài chán, lấy cái đũa 4 ly rồi cho xuống cái máy này đi. Mà thôi khỏi đi quý khách nào mà tin tưởng, khỏi lấy luôn đi em ơi. Quý khách nào tin tưởng anh thì lấy, còn không lấy thôi chứ anh bán sale rồi. 2,2 triệu con này cho 5m kiềm hàng, 3m kẹp mát nha quý khách. 5m kiềm hàng xịn giống vậy nè. Giống vậy nha quý khách nha, chứ không phải kiềm Mỹ này, kiềm này của Hà Lan. Kiểu này là kiểu của Hà Lan, kiểu châu Âu. Còn mấy nay mình quảng cáo mấy máy kia là kiềm của Mỹ. Kiểu của Mỹ. Đó, giống như con 250E này sẽ cho kiểu Mỹ nè. Còn con này là cho Hà Lan, 5m, 3m. Bán sale ọp luôn, bán coi như dẹp luôn, khỏi mất công nó dọn. Đem xuống đi em, con này là điện nè, dòng maximum 315, sử dụng 2 nguồn điện. Dán 2,2 triệu.
quý khách ủng hộ thì nên lấy con này, con này sử dụng được điện yếu luôn á nha. Không còn cái gì nữa đem ra lại là em ơi, chiều tối à. Thôi con này đây, con gì vậy, electric nè, con này của Bồ Đào Nha. Con này hồi xưa những cái năm 2005, con này là nhập từ Bồ Đào Nha, thời đó còn làm với Campy với quý khách. Con này 100% made in Bồ Đào Nha nha. Con này là 100% Bồ Đào Nha nè. EU nè, trời tối quá rồi Hiếu ơi, kiếm có cách nào cho ánh sáng tối hù à. Này quý khách nhìn là made in EU nè. Con máy này là made in EU nha. Con máy này xưa nhập nó 500-600 euro luôn á trời. Giờ bán cho khách hàng, khách nào biết chơi thì mua nha, em bán con này 3,5 triệu. 3,5 triệu em sell con này, 3,5 triệu này đúng của made in này của Bồ Đào Nha. Nếu không phải em lộn đầu xuống Đức em đi, hồi xưa nhập mấy con này giá 500-600 euro mà bán đâu có được đâu. Thời đó 2005 là máy hàng Trung Quốc nó đã xuất hiện thị trường rồi, cho nên khó chơi. Con này là 100% của thằng made in Bồ Đào Nha nha quý khách. Đẳng cấp dữ lắm, electric, hiệu là electric. Thôi em cũng nói nhanh qua thôi, khỏi hàng thử đi Hiếu ơi. Em chọt chọt có điện em quất phát cái ra. Con này là 140 ampe là dạ. Tức là tụi châu Âu nó không có nói khác cái tụi châu Á mình, tức là 140 là 140. Ví dụ nếu mà ở thị trường châu Á thì con này tụi nó sẽ nói là 200 ampe nha quý khách. Nếu ở châu Á sẽ gọi là 200 ampe. Đó. Con này là của Bồ Đào Nha. 100% của Bồ Đào Nha, nó còn bụi bặm dơ thừa lưa nó để nay là biết bao nhiêu năm rồi trời. 100% Bồ Đào Nha. Đâu rồi? Quý khách nào mà khoái thì lấy, nếu mà thích chơi Bồ Đào Nha châu Âu thì lấy, còn nếu mà thấy mắc quá thì mua mấy con da xích này kia rồi cho nó rẻ. Con này là những cái con hồi xưa mà nhập về mà bán thời đó dạng châu Âu nè. Ủa sao kỳ đây nè. Không, máy châu, máy Bồ Đào Nha ghê không? Lúc này Bồ Đào Nha hay là Nha Bồ nè đó. Quý khách thấy không? Nó để 140 thôi mà mình đang chỉnh dòng nhiêu, đang chiếu gần ra anh coi coi. À, trời tối hù nữa rồi quý khách, chết tôi. Ra đường làm kiểu này chết rồi. Dễ mồi bà cố rồi nhúng nước luôn. Đúng là Bồ Đào Nha có khác. Ồ vậy là không phải là vậy, do mấy nay mình hàng lục nghề rồi. Chứ không phải. Do mình hàng dở. Ôi máy gì kỳ vậy, ngon vậy. Đâu rồi, không có miếng nước nào nó đổ cho con Bồ Đào Nha này đúng đẳng cấp à. Ồ. Dễ ăn à, con này dễ bắt lửa. Ồ, đúng xịn nha. Con này 3,5 triệu nha quý khách. Đang để số 85 mà nó đốt 3 ly 2 nó kiểu như vậy nè quý khách tự biết rồi. Mình không có làm ngành hàng nay 2-3 năm trời không có nói dốc được. Không bao giờ nói dốc. Đó, chiếu gần cho khách coi giùm anh cái hiếu tí. Coi cái vụ cái số á. Với cái đường hàng này rồi xong được rồi. Chiếu vô ngay số đang chỉnh có 85 ampe à. Phải không? Đó, đang chỉnh số nhỏ xíu mà nó đốt phà nè quý khách, nhìn con hàng của nó nè. Trời tối quá rồi. Nhìn con hàng đó không gõ đâu, tối là không có thời gian đâu. Muốn gõ không? Gõ thử cái. Đó, quý khách thấy không? Đó. Rồi. Thôi dẹp đi, cho xuống hàng lại đi, chiều tối rồi. Tại hứa với quý khách rồi, bây giờ hứng rồi bán tờ lơ luôn, có gì bán đó luôn. Con này 3,5 triệu nha quý khách nha. Của Bồ Đào Nha, cái gì có sao mình nói vậy chứ mình không có chế chọt. Thôi di chuyển vô trong này đi. Tối lắm rồi. Về ở đây đi, ngồi nói chuyện đây luôn đi. Tối quá rồi, để anh ngồi đây luôn. Rồi em bưng cái đó thì còn cái đống xà bần gì á, nãy em bưng trong nhà ra cái đống xà bần gì á, đưa anh coi coi. Bán xả đi rồi, này mấy này là đồ mẫu đồ hồi xưa cái gì phải không? Hồi xưa mà em mới dọn trong cái kệ ra ngoài cái gì? Đúng rồi. Dọn để lấy hàng ra rồi đi quăng ra đây hả? Dạ dạ. Con này con gì vậy? Con này con đục. Đục. Đục gì vậy? Đục, à, con này là máy đục. Máy đục bê tông nha quý khách hàng. Tức là hôm nay không có giới thiệu mấy cái hàng mà mình muốn đang bán thường xuyên nha quý khách. Đang bán thường xuyên là loại này, còn cái này là bữa nay mình bán sale luôn. Con này giá vốn nhiêu à? 6. Hồi sớm hồi đó anh bán nhiêu? 1,6 triệu à? 1,6 triệu bây giờ đục này là đục này hình như 30 ly hả ta? Để coi đục bao nhiêu ly đây. Coi mình con mắt anh giờ nó chá là rồi. Đập hết nổi rồi. Nhiêu ly? 3,900 quá. Cái này hình như 30 ly nè quý khách ơi. Coi cái đầu của nó, đúng rồi. Cái này là 30 ly á. Con này thôi bán lỗ luôn quý khách ơi, 1,4 triệu nha. Cắm điện đi, lẹ.
hết giờ đây, anh làm clip lúc nào cũng dài sọc và khách coi chán thiệt chứ. Đây, chiếu gần cái máy cuối cùng để cho khách coi cái. Đây, con này nếu mà quý khách nào lấy giúp giùm mình đi, mình đừng có dọn lên nữa, mình mệt dữ lắm rồi. Bây giờ cái loại này là những cái loại hàng mà kiểu gì nè, chất lượng, giá mắc, bán khó hơn là cái hàng mà đại trà trên thị trường bây giờ. Quý khách này. Đục 30 ly nha, có tặng theo hai cái mũi 17. Nó cho theo hai mũi 17 nhưng mà cái đục này tới 30 ly lận nha quý khách. Đục này tới 30 ly lận quý khách ơi. Đục này tới 30 ly lận. Thôi dẹp vô đi. Đây, nó tặng theo tay da để mình cầm mình đục vô vách tường rồi đó, khoan tường đục chết rồi đó, quý khách. Đó. Rồi dẹp. Em dẹp giùm để Hiếu nó giải quyết mình nha. Rồi gom gọn gọn vô chiều tối. Để chỗ nào cho gọn giùm cái. Còn cái này cái gì nữa đây? Đục luôn. Cái con đó, cái con đục đó là mình bán lỗ là 1.400.000 nha quý khách nha. Hồi đó là 1.600.000 á, giờ mà càng lúc càng chất lượng rồi. Cái này là máy khoan đa năng, máy khoan ba chức năng luôn. Đục luôn. Cắm điện mà anh tranh thủ đi. Con này giá vốn nhiêu à? 930. Con này rất là đẳng cấp nha, tụi nó trên thị trường đó quý khách. Là nó sẽ lột cái này ra, nó lột cái hiệu Lucen này. Lucen này là một trong top 5 nhà máy sản xuất về dụng cụ cầm tay đứng đầu Trung Quốc, kể cả trên hãng thằng Ken luôn nha quý khách. Trên hãng thằng Ken nha, Lucen nè. Nhưng mà tụi một số ở đây người ta về người ta lột này ra nè quý khách. Người ta dán cái chữ boss vô thì nó sẽ thành boss, mà mình thì nguyên tắc không có làm trò đó, không thích làm. Boss là bán boss chứ không có bán gì. Cái này là đúng đẳng cấp nè, chiếu gần cho khách coi coi. Đó, nhìn cái nước nhựa của nó là đúng là tụi nó dán. Dán boss vô là ai cũng kinh luôn, nói thiệt chú khách đó, nó đẹp tới cỡ đó nè. Quá là đẹp luôn. À, có chức năng búa nè. Ồ, cái mấy cái đồ mà này nó mệt quá, nói mấy hàng sướng hơn. Nhưng mà tóm lại giá vốn nhiều con này. Con này giá vốn 93 hả? 93 giờ anh bán mẹ nó. Nè, đây là chức năng về đây, chức năng khoan nè quý khách, ba chức năng. Từ từ đây này, giá vốn 93 nè. Này là đục nha quý khách. Đục chỗ nào? Đây là chức năng đục. Này là gì? Búa. Bán 830 luôn quý khách ơi. 830. Tri ân quý khách hàng, tức bây giờ tính ra quay mấy cái này mà tự nhiên giờ thằng này nó để đầy nhà bán cho quý khách, chứ đúng ra không có chương trình nào nha quý khách. Em để nhà em xài cũng được, cho ông già trên Tây Ninh cũng được, ông xin hoài mà không cho, tự nhiên giờ đem ra bán luôn rồi. 930 hả, giá vốn hả? 930. Bán 830 nha quý khách. Giúp giùm em đi, lấy cho nó trống nhà trống cửa giùm em đi nha. 830.000 xử nó luôn. Cái đó ba chức năng nha quý khách, nhớ hụ giùm nha. Con đó là mã gì vậy? Hai gì? 26 gạch 1. Nó tương đương với cái máy boss ở Việt Nam, nó đang bán 3 triệu mấy á. Mà nói với quý khách luôn, xài nó độ bền ngang ngửa với boss luôn á. Nói thiệt với quý khách luôn. Rồi con này con gì á? Đục nữa hả? Là cứ giống con xanh đó hả? Đấu điện luôn đi. Con này giá vốn nhiêu? 1150. Ủa con này ghê vậy? Ồ, đúng rồi, con này nó chuyên về đục hơn quý khách. Nè, con này nó mạnh hơn. Đây là đang ở chức năng đục. Cái đồ nó làm sắc nét của hãng Lucen. Nè, có đảo chiều nè quý khách. Đảo chiều nè. Nè, đảo chiều. Đảo chiều. Đảo chiều. Này là đục. Này là gì? Gài ở đây, này khoan hả? Má, tay chân giờ làm không nổi luôn. Này là khoan nha quý khách, khoan nè. Cái này nó giữ cái này 26 ly. Cái này nó chùm về bên ngành xây dựng như hết, 26 ly. Nó có chức năng búa luôn. Con này nó có chức năng búa, nó giống y chang con nãy luôn á. Mà con này nó làm dữ hơn, hoành tráng hơn. Con này giá nhiêu vậy, giá vốn nhiêu? 1150. Giờ bán lỗ nhiêu trời? Lỗ nhiêu được? Cho ý kiến rồi. 1050. Rồi, mà cho nó cho thằng đại nó nói bán 1050 để nó khỏi dẹp, em bán 1 triệu luôn. Nhiều khách. 1 triệu.
đây là chức năng gì đây? Hết thấy đường rồi trời. Còn cái chức năng quái quỷ gì dưới này nó nhức đầu quá. Rồi đúng rồi, ba chức năng nha quý khách, rồi thì mới quay giờ này tối hù mới mai mốt sắm cái đèn giùm anh nhé. Khổ quá trời. Đấy, bao nhiêu đây? Model là 5530 220 26 ly 1150 vòng một khúc. Rồi dẹp luôn, bán 1 triệu luôn quý khách ơi, mệt quá. Đúng ra không có vụ sale sale này mà tại vì nó để đầy nhà bực cái bán luôn cho rồi đi. Quý khách giúp giùm mình luôn nha. Còn gì nữa không vậy? Trong cái đống xà bần nó lẹ lên đi. Để dọn bớt vô đi. Cái này gì vậy? Máy mài gốc hả? Ơi, rồi con này nhìn cũng đẹp lắm nè quý khách. Con này cũng là hàng hồi xưa bán nè. Thật ra quý khách phải hiểu điều này, con này nó rất là đẹp. Nó rất là xịn chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà gì á, nói cho quý khách nghe, tức là con này nó mắc hơn cái mấy cái con trên như tiền mắc như mấy con đó. Bán riết rồi, thật ra chất lượng nó cao cho nên là giá nó cao bán không được. Bây giờ quyết định luôn, cắm điện thử nó còn sống không? Sống bán luôn, nó là máy mới mà. Đâu rồi, công tắc đuôi luôn cái khách rồi, quá dữ rồi. Làm máy hàng riết, làm qua này lóng ngóng thiệt chứ. Nó im ghê luôn cái máy, chạy im re. 1100 vòng phút, 750W, quá dữ. Mài đường kính một tấc. Im à, trời im. Cái đầu nó đẹp. Đầu nó đẹp quá hết. Nó tắt đuôi. Rồi, con này ok quá hết rồi. Này bán giá vốn nhiều à? 350, 400, 350. 350, bán luôn 300 luôn đi mệt. Rồi bán con này 300 nha. Quý khách tranh thủ nha, em dọn dẹp rồi mệt dữ lắm rồi đó. 300 bán luôn 300 nhớ nha quý khách. Em không có nhiều đâu, thứ có một cái mà. Rồi con này con quá gì vậy? Cái con này hả? Con này. Rồi đem xuống, hết rồi hả? Hết rồi, vậy đưa đứa con máy vàng nhỏ nhỏ gì vậy? Con rùa kia là con rùa kia không có bán đâu nha. Con rùa kia của Hàn Quốc đem mượn ra cho quý khách coi coi. Cái con rùa ở đâu mà em lấy đâu em bỏ đầy nhà vậy? Cái này em không sell được đâu quý khách. Con này là con rùa hàng hai mỏ. Máy hàng mít chọt ở đây nè, mình sẽ hàng kèo. Tức là cái con này là của Hàn Quốc 100% hồi xưa mình bán trong công ty đóng tàu á, nó làm kèo với trong ngành đóng tàu xài nhiều lắm. Nó sẽ kẹp hai cái mỏ vô đây nè quý khách. Đây, hai cái mỏ hàng mít sẵn giới thiệu sơ sơ thì bữa nào làm clip sau đi. Đó, kẹp cái mỏ hàng vô đây một cây. Rồi, bên này một cái nữa. Đây, giả bộ bên này cái mỏ nữa. Thấy không ta? Em giả bộ em chọt tay em đi. Đấy, là hai cái mỏ súng hàng mít. Đó, kẹp đây. Rồi bắt đầu mình chạy. Thằng này là cái súng trước nè, chạy trước. Đó, con rùa nó chạy tới. Đó, đây là con rùa trong ngành hàng kèo. Em hết thôi, dẹp xuống. Dẹp này giùm anh Hiếu, con này anh không có sell được. Con này giá mắc như quỷ, 25 triệu bạc. Cái đó không biết sale mà không ai mua đâu. Con đó 25 triệu bạc á quý khách. Đưa đem lại anh cho quý khách, anh khoe quý khách mấy cái công nghệ mà anh làm cao cấp lắm chứ không phải đơn giản. Đây là rùa hàng hai mỏ từ tính của Hàn Quốc nha quý khách. Rùa hàng từ cho giới thiệu chơi cho quý khách này, nó ghi nè. Ta đem tu tọt carai, có nghĩa là cái loại rùa hàng tự động hai mỏ. Đây là chức năng chạy tới, chạy lui, chạy lùi, chạy tới nhiều lắm quý khách ơi. Bữa nào rảnh làm cái clip cho quý khách coi cái này chơi thư giãn. Giờ lu bu quá. Con này không giá vốn không 25 triệu bạc á, dẹp vô đi anh không có sale đâu. Còn có con máy hàng mini này. Bán nè, hạt 202 mini nha quý khách. Bán cho quý khách 500 ngàn nha. Ở trên thị trường quý khách mà đi lên mạng rồi lấy mã code của mấy anh nói đố quý khách mua được con máy này. Siêu mini luôn nè. À, cắm điện ơi còn sống không? Riêng máy hàng là phải cho quý khách nhìn nhận đây, nó chút ép nè quý khách. Siêu mini bán 500 ngàn. Quý khách nào nhanh nhanh lên nha, không bao giờ kiếm được con mini này đâu, 500 nghìn. Cắm vô, quẹt đũa đi. Cho nó rồi sẽ hẹn quý khách lại ngày mai đi, bây giờ tối, quá tối nè. Giờ mấy giờ trời. Mất thời gian thiệt chứ giỡn mặt đâu. Rồi em chọt cái này cho quý khách coi cái rồi xin lỗi, xin quý khách cho ngưng lại nha. Hồi chưa có người hàng kẹp mát nữa trời. Chạy quý khách ơi, con này bán quý khách 500 ngàn làm quen luôn cho vui luôn á. Tri ơn những quý khách nào mà, ví dụ quý khách nào mua cái này 500 ngàn với mua cái gì, cầm cái đó lại cho anh coi. Bỏ ra cái nhiêu tiền thì được, bộ quá đẳng cấp. Đây, ví dụ quý khách nào lựa một cặp đúng màu vàng luôn nè, đó. Cái này 350 với cái này 500 ngàn mới 850 là được món đồ này là siêu luôn á. Nè, 500, 350, 850 có được cái máy đi làm đồ nghề luôn. Trời, màu dễ dữ ta. Quá dữ rồi.
Rồi ok nha quý khách, đang đốt đổ 3 ly 2 luôn nè. Nhưng mà con này về hàng 2 ly 6 thôi. Giá 500 ngàn nên hàng 2 ly 6 thôi. Rồi ok, cảm ơn quý khách rất nhiều đã tin tưởng và ủng hộ kênh Máy Hàng Em Quyền trong suốt 3-4 tuần vừa qua. Đó là một cái niềm khích lệ rất lớn đối với Máy Hàng Em Quyền và cũng như tất cả anh em ở trong tập thể của kênh Máy Hàng Em Quyền. Thay mặt tất cả anh em trong kênh Máy Hàng Em Quyền gửi đến lời chúc sức khỏe quý khách hàng, mọi thứ an lành và gia đình vượt qua đại dịch trong mau chóng. Nếu quý khách thương mến kênh Máy Hàng Em Quyền, xin quý khách cho xin một nút subscribe, một nút like, một nút share để kênh Máy Hàng Em Quyền cũng như chính bản thân mình có nhiều động lực để giới thiệu đến quý khách nhiều cái máy hàng lắm. Còn nhiều lắm quý khách ơi, nhà nguyên một kho luôn á, nhiều lắm. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều, hẹn gặp lại quý khách trong những clip tiếp theo trong thời gian rất ngắn. Rồi xin bye bye và xin chào tạm biệt.